Thưa quý vị, một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter đã xảy ra vào ngày 19 tháng 9 tại Mexico theo giờ địa phương, tức là rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Theo ghi nhận, tính đến thời điểm hiện tại thì trận động đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 248 người và khiến cho nhiều người khác đã bị thương. Và ngoài thương vong to lớn và sức phá hủy khủng khiếp thì điều khiến cho trận động đất này thu hút sự chú ý là bởi cũng đúng vào ngày 19 tháng 9, cách đây 32 năm, một trận động đất hủy diệt khác cũng đã xảy ra tại Mexico và khiến gần 10.000 người thiệt mạng. Cách đây 32 năm, cũng đúng ngày 19 tháng 9 năm 1985, một trận động đất mạnh cũng đã xảy ra tại thủ đô của Mexico và cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người. Do đó, vào ngày 19 tháng 9 hàng năm, Mexico đều dành một ngày để diễn tập cứu hộ cứu nạn khi động đất. Điều trớ trêu là chỉ 2 giờ sau lần diễn tập năm nay, một trận động đất thực sự đã xảy ra với cường độ mạnh tới 7,1 độ Richter. Trận động đất làm rung chuyển cả thủ đô Mexico, đánh sập, làm hư hại hàng loạt nhà cao tầng, siêu thị, trường học. Con số người thiệt mạng được dự báo còn tăng cao do còn hàng trăm người đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Không thể trông đợi vào lực lượng cứu hộ đang quá tải, người dân ở đây chia thành các nhóm để tìm kiếm những người có thể vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ dự đoán số người chết vì vụ động đất này có thể lên đến 1.000 người và thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ.